Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Honda Super R 1000RR, bò mộng hạng sang của bay cơ biệt. Honda Super R 1000RR là súp bay khá được ưa chuộng thị trường Việt Nam, gắn liền với thương hiệu đi sâu vào tiềm thức của người dân cũng như sở hữu vóc dáng vạm vỡ nhưng vẫn vừa tầm đối với người châu Á, khiến em nó trở thành cái sự lựa chọn ở số đông giữa các khẩu khác trong cùng một khúc. Mang trên mình thiết kế là dễ gần gũi, mềm mại trong từng chi tiết, nhưng không kém phần thể thao. Trang bị cho đầu xe thêm phần sóc động hơn với kính chắn gió Zero Safety Smart. Cái chiếc xe này được đánh giá là rất hiện đại và là dòng Superbike thực thụ của hãng xe Nhật Bản, cân bằng giữa sức mạnh động cơ và khả năng điều khiển. Khoác trên mình cái tổng thể là cam trắng Presso của đồ Honda, khiến em nó trở thành một cỗ máy đua thật sự trên cái đường phố. Được biết chủ xe đã make up cho chiếc xe cưng của mình với cái ốp bình xăng Swift, cái dáng chống trượt Gurisma chống đổ CNB, cuối cùng là dàn âm thanh đầy sống động đến từ cái bộ ống xả SC Rosette. BMW S1000RR cá mập chứa danh lột xác ngoạn ngục ở xứ chùa vàng. Cái chiếc BMW S1000RR được mệnh danh là cá mập. Cái mẫu mô tô phân khối lớn là chiếc Superbike chứa danh thuộc thương hiệu nhà BMW. Qua những bàn tay anh tài đam mê phân khối lớn thì sức hút của mẫu xe này ngày càng không dừng lại ở hình thể là tiêu chuẩn, mà được trang bị thêm cái những phụ kiện xa xỉ, làm em nó trở thành tâm điểm của nhiều bản độ trong và ngoài nước. Tổng thể tiêu chuẩn cái màu sơn xanh trắng đặc trưng của Motorrad vẫn giữ nguyên. Tùy chỉnh thay đổi ở những ốp tình cao cấp đến từ cái dàn ghi đông đậm chất chơi với cái cụm của Rainbow Taxi cao cấp. Đầu xe được tô điểm với kính chắn gió Mercon Racin, phát chân kiến CNC quen thuộc khiến đầu xe tối giản hơn. Ngoài bộ phận tay lái thì cái dàn chân gợi cảm đến từ bộ mông Osset Racing là một lựa chọn Racing Lu cũng khá hài hòa với tổng thể. Bộ phanh kép Rainbow Nickel hàng xịn kết hợp hoàn mỹ với đĩa của Rainbow lồng vàng. Khung xe và bộ phận chắn bùng cũng được thay thế bằng thương hiệu carbon Imburger quen thuộc với kết cấu sợi carbon siêu nhẹ và độ cứng hoàn hảo. Cận cảnh cái dàn chân sau cũng được chủ nhân là chào chuốt tỉ mỉ với cái mâm Osset Racing Lu và phanh của Rainbow Bidit kết hợp với phát nhôm ASV Racing quay ngược, mang đậm phong cách để trường đua. Cuối cùng là dàn âm thanh quy lực bắt nguồn từ ống xả On-Road Full System, vừa đem lại độ thẩm mỹ cũng như hiệu sức động cơ được cải tiến. Cảm ơn bạn theo dõi này tiếp, nhớ like, share, subscribe.